nhân không sốt, triệu chứng khó thở không thuyên giảm nên xin nhập bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị. Bệnh nhân vào khoa trong tình trạng bệnh tĩnh, tiếp xúc được da niêm mạc hồng, tổng trạng bình thường, BMI 21,8, dấu hiệu sinh tồn, nhịp thở 23 lần trên phút, mạch 80 lần trên phút, huyết áp là 140 trên 80 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, có ho từng cơn, gạt đờm trắng đục, khò khè, khó thở nhẹ, phổi nghe ranh rít, ranh ngáy, tim nhịp đều rõ, bụng mềm, ăn uống được, được chẩn đoán là đợt cấp COPD trên nền tăng huyết áp. Được xử trí là cho dùng kháng sinh đường truyền, thuốc lông đờm là ambroxol, thuốc giãn phế quản là salbutamol, corticoid là methylprednisolone. Về diễn tiến bệnh phòng, sau xử trí và điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hiện tại là ngày thứ bảy của bệnh, ngày thứ tư của điều trị. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, bệnh nhân giảm ho và giảm khó thở. Rồi Bệnh dừng sử. dừng 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 bệnh bệnh sử đi. À, sau cái phần hành chính và phần bệnh sử có bạn nào có ý kiến gì không? Em kéo lên cái phần bệnh sử, cái đầu tiên của phần bệnh sử nào. Có bạn nào có ý kiến gì về cái phần bệnh sử này không? Bạn mà có cái tên là số mã sinh viên là 18307268 á, bạn có ý kiến gì không? Dạ thưa cô, giờ em chưa có ý kiến gì hết cô. Bạn Bùi Nguyễn Thu Quyên nào, lý do vào viện bệnh sử thấy có gì lạ không? Dạ thưa cô là dạ không ạ. Đàn nữ Yến Vi. Dạ thưa cô là em cũng không có ý kiến gì. Bạn Thảo Vi nào. Dạ, bây giờ bạn đánh nhóm em nên em không có ý kiến gì ạ. À, rồi bạn Ngô Lâm Uyên nào. Dạ, em chào cô ạ. Dạ, thưa cô là em thấy là lý do vào viện bạn đề là ho và khó thở, nhưng mà trong phần bệnh sử thì bạn là trình bày triệu chứng khó thở trước triệu chứng ho. Thì em biết thì lý do vào viện là mình phải trình bày cái triệu chứng mà gây dẫn đến là đưa bệnh nhân vào viện trước ạ. Ừ, đúng rồi ha, bạn phát hiện cũng tốt ha, tiếp còn gì nữa không? Dạ, em tạm thời chưa ạ. Rồi, các bạn làm bệnh án á, cái nhóm làm bệnh án á, các bạn đưa cái chi tiết là COPD cách đây 2 năm vô bệnh sử nhằm mục đích gì? Tức là các bạn làm bệnh sử của ca này là 2 năm ha, cách khoảng 2 năm nay hả hay sao? Bạn Lương Gia Huy nào? Đúng rồi, bệnh nhân có sốt hay không, cái tính chất đàm nó có thay đổi hay không, cái số lượng đàm là tăng đúng không, nhưng mà tính chất đàm nó có thay đổi hay không, bệnh nhân có sốt hay không, hay kèm theo cái triệu chứng gì, thì những cái triệu chứng âm tính có giá trị để chẩn đoán phân biệt thì các bạn cần phải đưa vào. Ví dụ nhân có ho với khó thở, nó có thể nằm trong cái bệnh sử của viêm phổi không, thì các bạn phải chẩn đoán phân biệt với một loạt các cái bệnh để chẩn đoán phân biệt với đợt cấp CRE, thì các bạn phải có những cái triệu chứng âm tính có giá trị ha. Rồi còn cái COPD mà các bạn để 2 năm vô đấy là để làm gì á, mục đích mình đưa vô để làm gì á, các bạn đưa vô được, đưa vô phần bệnh sử được nha, không có phải sai, nhưng mà các bạn phải nói được vì sao các bạn đưa cái COPD cách đây 2 năm vô. Dạ cô, là lúc hỏi bệnh thì bệnh nhân nói là đã phát hiện COPD cách đây được 2 năm rồi, nên em nghĩ là cô là để
để xác định, để biết được bệnh của bệnh nhân là bệnh nhân khó thở là do về bệnh đường hô hấp đó cô, tim mạch. Thì đại khái là như vậy ha. Ví dụ như các bạn đưa cái phần CBD cách đây 2 năm vô ấy, là tức là ý các bạn muốn cho người đọc biết là các bệnh nhân này là nền ha, trên nền bệnh nhân CBD cách đây 2 năm rồi, thì sẽ tập trung vào những cái triệu chứng mà liên quan đến cái đợt cấp của CBD hơn. Thì trong cái phần lý do vào viện các bạn ghi là ho với khó thở, thì không biết là cái triệu chứng nào là cái triệu chứng mà làm bệnh nhân nhập viện trong đợt này. À, theo định nghĩa thì bệnh lý do vào viện là cái một triệu chứng cơ năng ha, mà thôi thúc bệnh nhân vào viện, quan trọng nhất thôi thúc. Thì cái ho nếu như mà nó không có quan trọng, mà nó không nổi bật ở trong bệnh sử của bệnh nhân á, thì các bạn không nhất thiết phải ghi ho với khó thở, mà các bạn chỉ ghi một triệu chứng thôi, khó thở ha. À, các bạn hạn chế ghi quá nhiều triệu chứng vào phần lý do vào viện, tối đa là 3 triệu chứng, nhưng nếu được tốt nhất các bạn nên ghi một triệu chứng duy nhất mà thôi thúc bệnh nhân vào viện thôi. Được không? Dạ được ạ. Ừ. Rồi tiếp về cái phần bệnh sử, các bạn ghi là cách nhập viện 3 ngày, triệu chứng khó thở xuất hiện thường xuyên nặng hơn. Nhưng mà trước đó thì bệnh nhân khó thở như thế nào? Cái CBD cách đây 2 năm rồi thì trước đó là bệnh nhân khó thở kiểu gì, thì các bạn có phải miêu tả vào trong phần bệnh sử sau đó là nặng hơn, là nó nặng hơn như thế nào, về cái mức độ như bệnh nhân cảm thấy như thế nào thì các bạn phải miêu tả vô chứ, nặng hơn là nặng hơn bao nhiêu. Rồi khó thở cả hai thì khó thở lúc nghỉ ngơi, thì trước khi 3 ngày này bệnh nhân có như vậy không? Dạ cô, là em chưa hỏi cái đó. Thì tại vì cái đó nó liên quan đến cái việc đánh giá mức độ nặng của đợt cấp CBD đợt này á, thì ngoài cái đợt đánh giá cái chẩn đoán cái đợt cấp CBD thì các bạn phải khai thác các triệu chứng của bệnh nhân để các bạn chẩn đoán, là để phân loại cái khi mà bệnh nhân ở cái giai đoạn ổn định á, là các bạn xếp bệnh nhân vào A, B, C, hay D á. Thì người ta có cái khi mà chẩn đoán á, thì nó phải là đợt cấp COD mức độ gì đó trên nền bệnh nhân COD gì, COD A, B, C hay là D, thì các bạn phải miêu tả đầy đủ các triệu chứng trong bệnh sử thì các bạn mới cái chẩn đoán của các bạn nó mới đầy đủ được. Các bạn nốt lại chỗ này nhé. Rồi ví dụ như có cái triệu chứng đau ngực hay không, có sốt hay không ha. Cái mà triệu chứng của viêm phổi là gì? Sốt, ho, đau ngực và khó thở nha. Các bạn phải có những cái triệu chứng âm tính có giá trị vào, giống như như bạn Gia Huy lúc nãy có nói đến ha. Rồi có một bạn có phát hiện ra là cái triệu chứng khó thở, các bạn miêu tả nó trội hơn so với triệu chứng ho, mà các bạn đã biết ho là trước khó thở. Thì cái phần lý do vào viện thì tốt nhất các bạn nên ghi một triệu chứng thôi, thì nhìn vào cái bệnh sử này thì mình có thể cảm thấy là cái khó thở là cái mà thôi thúc bệnh nhân vào viện, được không? Rồi các bạn quay lại cái phần A này, phần hành chính là mình chỉ cho các bạn nào. Cái số 2 là tuổi, đúng rồi ha. Cái số 2 là tuổi, thì các bạn có khó thể không cần ghi năm sinh. Các bạn ghi số 2 chấm tuổi là 75 tuổi vô. Rồi đến cái phần số 6 này, địa chỉ là được rồi ha. Còn cái địa chỉ khi mà báo tin là nó nằm chung gộp với cái địa chỉ. Ngày giờ vào viện là cái số 7. Xong là các bạn đủ cái thông tin trong cái phần hành chính rồi. Các bạn nếu như có thời gian hoặc là làm kỹ thì các bạn có thể ghi thêm những cái thông tin khác. Nhưng mà trong một cái phần hành chính thì không thể nào thiếu 7 cái số đầu tiên. Ha, cái số 7 tiếp theo mà cái chỗ mà địa chỉ khi cần báo tin của các bạn á, là sẽ thay bằng cái số 8 á, là ngày nhờ nhập viện là xong. Ha, nhập viện ngày 11 tháng 7, 16:30 phút. Nha. Còn mấy kia mà các bạn muốn kỹ thì các bạn có thể ghi đầy đủ được, ghi bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà không thể nào thiếu 7 thông số nha. Rồi được rồi ha, cái phần hành chính là tốt rồi đó. Rồi tiếp phần chuyên môn thì sửa lại cái lý do vào viện với các bạn. Trong cái phần bệnh sử mình cần phải làm chỉnh chu hơn. Chứ chứ miêu tả như thế này thì nó chưa nó cái phần khó thở thì mô tả cũng được rồi ha, từ triệu chứng khó thở hai thì rồi này nghe rồi nghỉ ngơi rồi có giảm ho rồi, nhưng mà những cái triệu chứng âm tính có giá trị các bạn chưa có ghi vô nha.
Lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm và mình làm, mình sẽ ghi nhiều hơn để chẩn đoán phân biệt. Trước khi các bạn làm bệnh này, các bạn phải nghĩ được chẩn đoán phân biệt của bệnh này là gì. Và sau đó mình lôi tất cả những cái triệu chứng của cái chẩn đoán phân biệt đó ra. Rồi mình điền vào đây, coi thử cái nào cần có, cái nào không cần có, rồi các bạn sắp xếp lại là được nhá. Tiếp nào. Về cái phần của bệnh phòng, các bạn làm tương đối tốt rồi đó. Các bạn sẽ chỉ cần ghi những cái dấu hiệu có giá trị thôi. Các bạn đã không có ghi quá nhiều thông tin của bệnh phòng vào ha. Rồi được rồi, tiếp nào. Ừ, đúng rồi ha. À, kháng sinh đường truyền ha. Chứ không có ghi quá cụ thể ha. Các bạn cái phần xử trí là thuốc long đờm, thuốc giãn phế quản, corticoid, thì cái phần corticoid này các bạn biết bị thiếu cái gì không? Thuốc giãn phế quản nó có hai dạng á, cái dạng là dạng uống, dạng tiêm hay dạng phun khí dung á, các bạn phải ghi vô là giãn phế quản dạng gì. Nha, corticoid thì corticoid này là uống hay tiêm? Nha. Cái này là solumerone tiêm tĩnh mạch đúng không? Rồi, diễn tiến của bệnh phòng này. Sau xử trí và điều trị thì bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, còn những cái triệu chứng khác thì sao? Các bạn muốn diễn tả thêm về cái tình trạng của bệnh nhân sau xử trí của bệnh phòng là trong 4 ngày điều trị đó phải có cái diễn tiến trong 4 ngày điều trị nó như thế nào chứ? Các bạn đâu có thể ghi được mỗi một duy nhất là cái ngày các bạn khám đâu. Là bớt khó thở giảm ho đâu. Mà trong 4 ngày đó nó như thế nào chứ? Đúng không? Thế là giống như trên câu đầu tiên các bạn ghi là sau xử trí và điều trị bệnh nhân tỉnh tiếp xúc tốt, tức là hết khó thở, hết ho, không bị gì nữa luôn hả? Xong rồi đến ngày thứ tư thì lại 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 giảm ho, giảm khó thở hả? Các bạn làm bệnh án, nhóm làm bệnh án đâu rồi? Thêm một chỗ này cái gì nữa không? Dạ cô là thêm thêm vào diễn tiến từng ngày của bệnh nhân đó hả cô? Không nhất thiết các bạn phải thêm diễn tiến từng ngày vào. Nhưng mà các bạn sẽ tóm tắt trong vòng 4 ngày đó tình trạng của bệnh nhân ở bệnh phòng như thế nào, có cái triệu chứng nào xuất hiện hay không, rồi cái tình trạng khó thở như thế nào là các bạn ghi vô. Xong rồi hiện tại là lúc các bạn khám là ngày thứ mấy của điều trị đó, ngày thứ tư đúng không? Thì bệnh nhân ổn 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 hay gì đó thì các bạn ghi vô. Nha. Chứ không nhất thiết là những cái thầy cô khác thì có một số thầy cô thì cứ đòi là các bạn phải ghi diễn tiến từng ngày chi tiết vô, nhưng mà theo mình á thì không nhất thiết các bạn phải ghi, các bạn tóm tắt lại 4 ngày điều trị đó có cái gì diễn ra là được. Rồi ví dụ như trong 4 ngày đó, tất nhiên các bác sĩ có thể là giảm cái số lượng thuốc giãn phế quản lại nhưng mà bệnh nhân vẫn thở tốt đúng không? Thì có thể các bạn miêu tả như vậy, tức là cái diễn tiến của bệnh nhân nó đang tốt dần, cái số lượng thuốc mà bệnh nhân xài á, cái loại mà giãn phế quản á, nó được giảm giảm dần cái cữ đi. Ví dụ như lúc vô thì truyền liên tục rồi thêm này thêm kia, nhưng những ngày sau thì cắt bớt thuốc đi, thì nó kiểu như vậy. Hiểu không? Rồi tiếp cái phần tiền sử nào. Dạ cô là về tiền sử bản thân là có COPD khoảng 2 năm, điều trị liên tục bằng thở khí dung và bình xịt tại nhà, tăng huyết áp khoảng 1 năm điều trị không liên tục. Trước đây có hút thuốc lá 40 gói trên năm, đã bỏ thuốc khoảng 4 năm nay, chưa dị ứng thuốc đã dùng, đã tiêm 3 mũi vaccine COVID. Về gia đình chưa ghi nhận các bệnh lý liên quan, dịch tễ chưa ghi nhận bệnh lý liên quan. Rồi rồi, dừng lại nào. Các bạn có ý kiến về phần bệnh sử gì không nào? À, cái phần tiền sử bản thân với gia đình dịch tễ nào. Các bạn khác có ý kiến gì nào? Mình phải có ý kiến thì mình mới nhớ lâu được. Dạ cô ơi, cho em hỏi. Em có ghi là trước đây có hút thuốc lá 40 gói trên năm thì có cần phải ghi rõ là bao nhiêu gói một năm hay là một ngày được bao nhiêu điếu không cô? Hay là mình chỉ cần ghi gói năm là được rồi cô? Cái đơn vị của nó là bao năm em? Thì ví dụ như em hỏi bệnh nhân này là ca này là hút thuốc lá làm sao? Dạ cô là hút trong khoảng 40 năm. Một ngày hút khoảng là một gói.
Đúng rồi, thì là nó sẽ tính theo công thức là số lượng gói hút trong vòng một ngày nhân với lại số năm hút. Ví dụ bệnh nhân hút một gói trong vòng một ngày và hút liên tục trong vòng 30 năm thì nó là 30 gói năm. Chứ không 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 chứ lúc nãy em đọc á là em đọc 40 gói trên năm. Là bệnh nhân một năm bệnh nhân hút 40 gói. Đúng không? 40 gói trên năm tức là một năm bệnh nhân hút có 40 gói thôi, nhưng mà cái này là 40 gói năm, tức là một gói một ngày trong 40 năm. Tức là một năm bệnh nhân là phải 365 gói chứ đúng không? Đó, cái đơn vị của nó là như vậy ha. Rồi đã ngừng thuốc được 4 năm nhưng mà bệnh nhân vẫn là 40 năm, 40 bao năm. Tại vì đã hút 40 năm rồi mà mỗi mỗi ngày bệnh nhân hút một gói thì như vậy thì nó không thay đổi, vì bệnh nhân có bỏ thuốc hay không bỏ thuốc thì nó cũng vậy ha. Có một cái lưu ý là bệnh nhân, cái số lượng gói hút thuốc lá của bệnh nhân á, trên 10 bao năm. Cứ trên 10 bao năm là bệnh nhân chắc chắn có bệnh phổi mãn tính luôn. Ha, bệnh nhân có COPD luôn. Nhưng mà mức độ như thế nào thôi và trên lâm sàng mình có phát hiện ra hay không thôi. Cứ mặc định như vậy cho chị nha. Cứ trên 10 bao năm là chắc chắn có bệnh phổi mãn tính luôn. Không nhất thiết là bệnh nhân phải thể hiện ra là cái lồng ngực hình thùng, rồi khí phế thủng với lại viêm phế quản mạn, nhưng mà có bệnh phổi mãn tính luôn, tắc nghẽn mãn tính luôn, là cái do cái hút thuốc lá là cái nguyên nhân hàng đầu hiện tại luôn á nha. Rồi COPD, rồi cái phần COPD nó liên quan đến cái việc bệnh nhân điều trị tại nhà và cái loại phân độ ABCD á. Thì do đó khi mà các bạn nói là COPD, phát hiện COPD khoảng được chẩn đoán COPD được 2 năm, điều trị liên tục bằng thở khí dung với bình xịt tại nhà, thì tức là các bạn phải hỏi được là cái khí dung bệnh nhân đang xài tại nhà là cái gì, bình xịt tại nhà là cái gì, vì nó có rất nhiều loại trên thị trường, là các loại tác dụng nhanh hay tác dụng ngắn hay là tác dụng dài á, thì phải biết được là bệnh nhân đang ở cái mức độ nào, đang xài mức độ nào ở nhà. Bạn có hỏi được không? Dạ cô, là em có hỏi nhưng mà bệnh nhân nói là bệnh nhân dùng nhiều loại thuốc lắm, bệnh nhân không nhớ nữa. Em có đưa hình ra thì bệnh nhân nói là bệnh nhân không nhớ nên là Ừ. em không có ghi vô được. Thì cái kiểu này là bệnh nhân, cái ca này là cái kiểu mà bệnh nhân cứ thích là sử dụng cái gì sử dụng, mà cái này chắc chắn là ở nhà bệnh nhân sẽ xài cái loại tác dụng nhanh á, chứ không có sử dụng cái loại dự phòng như mà mình hay kê đâu. Bệnh nhân ấy khi nào khó thở là lại xịt 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 xong rồi bớt thì lại thôi. Rồi các bạn học bài COPD rồi, các bạn nói cho chị biết là những bệnh đồng mắc hay đi kèm với bệnh nhân COPD. Các bạn có thể thể hiện trong phần bệnh sử của các bạn. Bệnh đồng mắc hay đi kèm với bệnh nhân COPD các bạn được học rồi đúng không? Bạn trình bệnh án có biết không? Bạn Hoàng Yến đi, Hoàng Yến trả lời cho chị nào. Dạ, cô là theo em nghĩ là viêm phế quản mạn, khí phế thủng và hen phế quản mạn đúng không ạ? Nó có 7 bệnh hay đi kèm với bệnh nhân COPD. Bệnh đồng mắc đi kèm á, các bạn có biết cái bệnh đồng mắc đó không? Các bạn có đọc trong cái hướng dẫn Gold để điều trị COPD toàn cầu chưa? Các bạn về nhà coi lại nha, coi lại cái 7 cái bệnh hay gặp. Cái này không phải là bệnh hay gặp mà là bệnh hay hay đi kèm với bệnh nhân COPD. Trong đó là nó có gì? Có suy tim, có gì, có loãng xương, có sa sút trí tuệ. Các bạn nghe những cái đó bao giờ chưa? Dạ cô là chưa. Rồi các bạn về coi lại cái lý thuyết về cái phần đó nha. Nó có những cái bệnh đồng mắc, tức là đi chung với nhau, ví dụ như tăng huyết áp với lại COPD là hai bệnh này, là bệnh, ví dụ bệnh nhân mình COPD là chính đúng không, tăng huyết áp là bệnh nền của họ, thì cái bệnh đồng mắc trên cái bệnh nhân COPD này là tăng huyết áp. Nhưng mà người ta nghiên cứu thì sau khi người ta lôi tất cả những cái bệnh nhân COPD đi họ nghiên cứu, thì tỷ lệ những cái bệnh mà hay đi kèm với bệnh nhân COPD là những bệnh gì, thì người ta đưa ra một cái danh sách những cái bệnh hay đi kèm. Thì khi trong cái phần bệnh sử các bạn có thể nói thêm về những cái bệnh đó có hoặc không. Tại vì bệnh nhân COPD của mình á, là có xài những cái thuốc mà nó có thể gây, trong đó nó có loãng xương á, thì nó có thể gây loãng xương, thì các bạn có thể ghi vô là có cái tiền sử được loãng xương được chẩn đoán trước đó hay không á. Hiểu không?
thì nó có liên Dạ. quan đến phần điều trị nữa. Ừ. Phần điều trị của mình nó có liên quan đến vitamin D, nó có liên quan đến thuốc điều trị là corticoid, nó có thể gây loãng xương á. Rồi bệnh nhân có cái tiền sử rối loạn nhịp hay không thì cái thuốc giãn phế quản của các bạn á, nó có thể gây rối loạn nhịp tim á. Thôi, rồi á, trước giờ bệnh nhân á, sử dụng cái thuốc giãn phế quản nhiều thì nó sẽ có cái tác dụng phụ là run tay á. Run tay hồi hộp thì các bạn có thể rồi ấy, có thể bị hạ kali máu, bệnh nhân có thể bị liệt yếu chi gì đó thì các bạn có thể hỏi tiền sử trước đây có bị như vậy hay không để trong quá trình điều trị của mình cân nhắc sử dụng thuốc Dạ. á. Ừ. Rồi cái phần gia đình thì thực ra nó không liên quan lắm. Gia đình thì CBD thì chủ yếu hiện tại thì cái yếu tố nguy cơ hàng đầu là hút thuốc lá thôi. Ha. Rồi được rồi ha. Các bạn cho tiêm 3 mũi COVID để làm gì á? Dạ Mục đích cô đưa ơi, cái tiền nói đi nói đi. tại vì lúc mà hỏi bệnh thì ông có nói là đã tiêm 3 mũi COVID, nếu mà không tiêm là giờ ông mua luôn rồi, nên là em nghĩ là có bỏ đi luôn. Ừ, thì thực ra cái phần tiền sử á, khi mà mình hỏi càng kỹ bao nhiêu á, thì nó càng tốt, nhưng mà sau khi các bạn làm bệnh án một thời gian á, thì mình sẽ có một cái nghệ thuật là điền những cái tiền sử mà nó liên quan đến cái phần chẩn đoán và điều trị của mình á. Nó có những cái từ mà mình viết vào trong bệnh án á, nó có ý nghĩa của nó, thì các bạn sẽ học được cái cách đó ha, từ từ thôi ha. Thì các bạn sẽ coi thử mình viết vào để làm gì ha. Ví dụ như bệnh nhân này á, các bạn có thể cái tiền sử để tiêm vaccine cúm là đúng rồi ha, tại vì trong cái phần dự phòng CBD là các bạn phải dự phòng là các bạn phải tiêm phế cầu ấy, vaccine cúm với phế cầu hàng năm cho bệnh nhân đó. Thì các bạn trong phần tiền sử là các bạn có thể ghi là bệnh nhân không có tiêm vaccine cúm hàng năm, hay là không có tiêm phế cầu, chưa được tiêm phế cầu, hay là không tiêm vaccine cúm hàng năm, thì cái đó sẽ là yếu tố nguy cơ của cái tần suất mắc đợt cấp nhiều hơn so với người mà người ta đã được tiêm vaccine cúm hoặc là tiêm phế cầu rồi. Các bạn được học rồi mà đúng không? Trong phần dự phòng COD là nó có là các bạn phải tiêm vaccine cúm hàng năm nè, rồi tiêm phế cầu nè. Đó, thì cái phần COVID ấy, thì nó liên quan đến là vaccine cúm thôi ha. Thì đưa vô thì tới lúc cái phần biện luận chẩn đoán với cái phần tóm tắt bệnh án của các bạn ấy, là nó có thêm nhiều yếu tố nguy cơ để dẫn đến đợt cấp, thì chẩn đoán của các bạn nó sẽ chắc hơn. Rồi, tiếp đi. Tiếp rồi, tiếp cái phần thăm khám hiện tại nào. Cô là thăm khám hiện tại là vào lúc 16:30 ngày 13 tháng 7 năm 2022 về toàn thân thì bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, da niêm hồng, không sờ thấy hạch ngoại vi, không xuất huyết dưới da, tổng trạng trung bình BMI là 21,8, chiều cao là 1m7, cân nặng 63 kg, dấu hiệu sinh tồn, nhịp thở là 20 lần trên phút, mạch 86 lần trên phút, huyết áp 130 trên 70 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C. Thăm khám cơ quan về hệ hô hấp thì bệnh nhân có khó thở, cơn khó thở thường xuất hiện vào nửa đêm về sáng, khó thở khi nằm, giảm khó thở khi bệnh nhân ngồi dậy, đờm ứ đọng ở cổ làm cho khó thở, ho khạc đờm trắng dính, khoảng gian sườn giãn rộng, lồng ngực hình thùng, rung thanh giảm hai phế trường, gõ vang cả hai phổi, vì rào phế nang giảm ở cả hai phế trường, nghe răng ẩm răng ngáy hai bên phế trường. Về hệ tiêu hóa, bệnh nhân ăn uống kém, bụng mềm, hơi chướng nhẹ, di động theo nhịp thở không không tuần hoàn bằng hệ, gan to có sờ chạm. Về hệ tim mạch không hồi hộp, không đau ngực, mõm tim đặt ở khoảng khoang gian sườn 5, hơi lệch vào trong so với đường trung đòn trái, mạch quay bắt rõ, Holter âm tính, rung mi âm tính, nhịp tim đều, T1 T2 nghe rõ, nhịp mạch quay trùng nhịp tim, không nghe tiếng tim bệnh lý. Về hệ thận niệu không vết mổ cũ vùng hông lưng, hố thắt lưng không sưng phù nề, không khối u vùng mạn sườn hai bên, tiểu tiện kém, nước tiểu vàng, tiểu rác, tiểu bút, dấu hiệu chạm thận âm tính, các điểm niệu quản trên và giữa ấn không đau, cầu bàng quang âm tính, không âm thổi động mạch thận. Về hệ cơ xương khớp, cử động trong giới hạn bình thường, cơ không teo, sức cơ 5 trên 5, khớp không viêm, không yếu liệt chi. Về thần kinh, bệnh nhân khó ngủ, không ngủ được, chưa ghi nhận dấu thần kinh khu trú, các cơ quan khác chưa ghi nhận bất thường. Rồi, các bạn khác có ý kiến gì về cái phần thăm khám của bạn không? Hoàng Thúy Hồng. Dạ em không có ý kiến gì ạ.
Vì em kéo lên cái phần đầu tiên này, cái phần thăm khám về hô hấp ấy. Rồi, các bạn khác có ý kiến gì không? Châu Thị Kim Yến. Dạ cô, theo em thì nên ghi theo thứ tự là nhìn sờ gõ nghe. Đúng rồi. Khám mình phải khám theo thứ tự nhìn sờ gõ nghe. Tiếp. Dạ em hết ý kiến ạ. Rồi. Hờ hờ di nè. Dạ thưa cô là em nghĩ là nên nghi và khó thở là sau có đáp ứng với thuốc sử dụng thuốc không? Cái đó là một phần ha. Cái này mình đang khám mà. Đâu có liên quan đến điều trị đâu. Mình đang khám thôi mà. Dạ không ý kiến ạ. À, rồi. Hờ du em ni miê nào. Bạn hờ du em nào. Dạ cô kéo con nhờ bạn kéo xuống được không ạ? Rồi Vy em kéo xuống một xíu cho bạn nào. Rồi, vi kéo lên trên này đi. Dạ thưa cô, hiện tại là em thấy vậy là tạm ổn được cô ạ. Rồi. Cái khoang gian sườn giãn rộng lồng ngực hình thùng, cái tiêu chí nào để mình chẩn đoán là giãn rộng nào? Lồng ngực hình thùng thôi không hỏi nữa, nhưng mà tiêu chí nào để chẩn đoán là giãn rộng so với bình thường nào? Dạ cô là khi thở có co kéo cơ hô hấp. Co kéo cơ hô hấp hả? Bạn khác nào? Bạn khác có ý kiến nào về cái tiêu chuẩn để mình ghi là giãn rộng hay không giãn rộng nào? Thì khi mà mình nói giãn hay không giãn là mình phải có tiêu chuẩn của nó. Dạ thưa cô, khoang gian sườn giãn rộng là khi mà giữa các khoang gian sườn mình bẻ cái ngón tay cho nó lọt vừa Đúng cái ngón rồi, tay ngón hay tay không? của ai? Ngón tay của ai? Tay của người khám à? Của người khám hay của bệnh nhân? Dạ cô là tay của bệnh nhân. À, các bạn đó, khi mà các bạn ghi cái gì các bạn phải có cái tiêu chuẩn của nó, thì các bạn nói thì người khác không có bắt bẻ lại được nha. Các bạn phải biết tiêu chuẩn thì các bạn mới mới ghi được cho nó chính xác. Tại vì mình khám bây giờ đã cũng tại vì không có các thầy cô đi theo sát các bạn xem các bạn khám nó như thế nào á, nên thực ra nó cũng khó. Do đó các bạn phải học cái tiêu chuẩn của nó để mình ghi ha, lồng ngực hình thùng nó phải tiêu chuẩn, vì sao mình chẩn đoán bệnh nhân là lồng ngực hình thùng. Chứ không phải tự nhiên mà mình ghi mình nhìn nhìn chắc cái đó vậy vậy, nên là xong rồi ghi vô thì cái triệu chứng của mình nó sẽ bị loạn. Có thể bệnh nhân không phải lồng ngực hình thùng nhưng mà mình lại cứ tưởng là lồng ngực hình thùng rồi mình ghi vô là nó không giãn, mình cũng bảo giãn ha. Rồi các bạn biết thiếu gì không? Cái lồng Thưa ngực á, nó có cô, di động theo nhịp thở hay không, di động nhiều hay không di động nhiều, bệnh nhân có sử dụng cơ hô hấp phụ hay không, có rút lõm lồng ngực hay không. Những cái triệu chứng này là những triệu chứng âm tính có giá trị, được không? dạ được ạ. Để phân biệt với bệnh nhân có đang suy hô hấp hay không, các bạn phải phải ghi như vậy, thì khi các bạn chẩn đoán thì người ta mới hỏi lại là bệnh nhân có cái này có cái kia không, thì các bạn mới trả lời được chứ, đúng không? Đúng rồi, gõ vang cả hai phổi là đúng này.
Di động thì thường là những cái bệnh nhân này nó sẽ di động kém theo nhịp thở rồi. Rồi ra ran ẩm. Thì thực ra cái ran ẩm ấy, nó có hai loại ran á, là ran ẩm nhỏ hạt với ran ẩm to hạt ấy. Thì cái bệnh nhân COPD của mình là sẽ là nghe ran ẩm gì? Các bạn phải biết nha. Rồi, tiếp kéo xuống một xíu nào. Rồi về phần tiêu hóa nè. Khi có gan to thì phần tiêu hóa mình phải khám kỹ hơn là bệnh nhân có xơ gan hay không. Thì đã ghi cái hội chứng tuần hoàn không tuần hoàn bằng hệ rồi ấy, thì ghi thêm là không có xao mạch vào. Được không? Hay là xao mạch là ghi ở vấn đề toàn thân rồi. Cái phần mà da niêm á. Rồi gan to, bao nhiêu là to? Các bạn có tiêu chuẩn đàng hoàng nhé. Tại vì bệnh nhân COPD ấy, nó sẽ có cái hiện tượng xa gan á. Cái phổi của bệnh nhân nó tăng thể tích phổi, do đó gan của bệnh nhân có thể nó bị đè xuống dưới. Thì các bạn phải chẩn đoán phân biệt với trường hợp là gan xa. Thì phải biết là tiêu chuẩn là to như thế nào. Thì các bạn phải đo chiều cao gan. Rồi các bạn phải xem là khám xem là bờ gan nó như thế nào, các bạn phải khám được. Sờ chạm là sờ chạm như thế nào, bạn bạn mấy bạn khám á, cái nhóm làm bệnh án nó khám thì thấy nó làm sao? Dạ cô, là gan to xuống ngang dưới rốn một tí, bờ gan chắc lắm cô, nhưng mà tụi em quên ghi vô đây. Bờ chắc cạnh nó có sắc không, bờ tù hay là nhọn? Dạ cô, là bờ tù. Ừ, đúng rồi, bờ tù thì nó sẽ phù hợp với bệnh nhân này hơn. Gan thì chiều cao gan bao nhiêu? Chiều cao gan chắc chưa khám đúng không? Thì các bạn phải phân biệt với trường hợp là gan xa hoặc là gan lớn á. Tại vì nếu như mà cái gan của các bạn nhỏ nhưng mà vì cái thể tích phổi nó lớn hoặc là có một cái vấn đề gì đó liên quan đến cơ hoành á, mà tự nhiên cái gan của các bạn nó bị đẩy xuống dưới, thì khi các bạn sờ á thì nó sẽ là ở dưới, ngang mức dưới rốn luôn, và cách bờ sườn khoảng bao nhiêu cm, nhưng rồi mật độ rồi bờ nó như thế nào ha, thì các bạn có thể khám được. Nhưng mà cái đó là xa hay là cao, chiều cao gan các bạn phải gõ cái vùng gan á, các bạn thấy nó đục từ đâu tới đâu, từ khoanh gan sườn mấy để đến cái phần dưới rốn luôn, thì các bạn sẽ đo được chiều cao gan. Thì lúc đó mình sẽ chẩn đoán xác định được là gan lớn hay là gan xa. Gan lớn thì cái trường hợp bệnh nhân COPD lâu năm á thì nó liên quan đến cái việc là bị suy tim phải á các bạn, thì Dạ. nó sẽ phù hợp với lại bờ tù của các bạn khám đó. Ừ, phải phải về khám lại cái can này xem là gan to hay là gan xa nhé. Dạ. Gan to với gan xa là nó khác nhau á. Rồi bạn có thể bạn bạn các bạn trình bệnh án trả lời cho chị luôn là nếu như mà bây giờ mình quay về mình khám gan thì mình mong muốn cái điều gì? Mình mong muốn là gan to hay là mình mong muốn là cái gan xa? Hay là cả hai đều có thể xảy ra? Dạ cô, là cả hai có thể xảy ra, nhưng mà mong muốn của mình là gan xa hơn là gan to. Vì sao em lại mong muốn gan xa hơn? Do em nghĩ là nếu mà bị tổn thương ở phổi thì phổi nó đẩy gan xuống thì nó đỡ hơn là những cái biến chứng ở tim mạch nó làm cho gan to hơn đó cô. Thì cái này mình mong muốn nó không phải là mong muốn bị bệnh nhân nhẹ hơn, mà là mình mong muốn để mình chẩn đoán cho nó thật rõ ràng á. Thì ví dụ như trong trường hợp này bệnh nhân sẽ có hai cái nguyên nhân kèm theo để làm cái gan nó càng ngày nó càng bị đi xuống thấp. À, thứ nhất á, là cái phổi của bệnh nhân nó bị tăng thể tích á, ứ khí ở phổi dẫn đến là nó sẽ bị ép cái cơ hoành xuống, đẩy cái gan xuống. Nhưng mà vì cái gan nó được treo tương đối chắc về mặt giải phẫu á, nên là dù có đẩy á, thì cũng không đẩy quá mức được đâu bạn nha. Rồi thì kèm theo cái triệu chứng suy tim nữa, suy tim phải nữa, thì gan nó sẽ bị ứ máu dẫn đến là nó sẽ to thôi. Thì nó sẽ kèm hai triệu chứng, là thứ nhất là vừa bị đẩy xuống là vừa bị xa, và thứ hai là các bạn thấy là khi mà các bạn học á, hồi xưa các bạn phải học lại là cái phần giải phẫu á, là bờ trên gan là ngang mức khoang gan sườn nào. Hồi xưa chị đi học á là được hỏi cỡ đó luôn á, là bình thường là bờ trên gan bao nhiêu. Xong bây giờ các bạn khám phổi, ở gõ ở phổi ấy, thì các bạn nhìn thấy là các bạn phân biệt được cái giới hạn bờ trên gan là giữa phổi với lại bắt đầu tới gan là khoang gan sườn nào, để thấy xem là bệnh nhân này có bị xa hay không này. Xong rồi đo cái chiều cao gan xem là chiều cao gan này là có cao, có
có lớn chưa, chiều cao gan này, mức này là đã đủ gan to chưa. Đó là nó phải như vậy. Các bạn nhớ về coi lại cái ca này nha, là nó sẽ phối hợp hai cơ chế là bệnh nhân bị suy tim phải và gan nó bị xa nữa, tức là vừa xa vừa gan nó vừa to vừa xa đó, nên là nó mới Dạ. kéo tít dưới rốn luôn. Tại vì các bạn học giải phẫu rồi thì gan nó khi mà ở người bình thường là nó được treo vô giải phẫu tương đối vững chắc rồi, chứ nếu mà nó không vững chắc thì khi mình đi lại sơ sơ nó tụt xuống thì phải làm sao, đúng không? Nên là dù có đẩy thì cũng đẩy vừa, cũng đẩy đến mức độ nào đó thôi, chứ còn không thể nào mà đẩy 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 tụt xuống dưới thận được, hiểu không? Dạ. Ừ. Rồi tiếp nào, về phần tim mạch các bạn phải khám tất cả những cái triệu chứng liên quan đến suy tim, các bạn phải khám hết, tại vì nó có liên quan đến vấn suy suy tim phải. Các bạn có ghi Hg đúng rồi nè, rồi cái vấn đề mà gan to rồi, các bạn có tĩnh mạch cổ nổi không, các bạn có làm cái động tác phản hồi gan cảnh không? Dạ cô là không à. Ừ, thì các bạn phải để ý xem tĩnh mạch cổ có nổi hay không và nổi ở tư thế nào. Nếu như ở tư thế for lơ, tĩnh mạch cổ vẫn nổi, nó khác nằm đầu bằng tĩnh mạch cổ nổi nhưng tư lớp for lơ không nổi. Rồi nổi thì các bạn phải đo được là các bạn có cái cuốn sách triệu chứng học của thành phố Hồ Chí Minh, các bạn về đọc là con người ta có cái cách đo là tính cái áp lực động mạch cảnh, à cái áp lực tĩnh mạch cổ luôn đó. Các bạn có biết cái đó không? Có bạn nào lật đến cái đó bao giờ chưa? Nó có cái phần hướng dẫn cho các bạn đo áp lực tĩnh mạch cổ ấy. Xong rồi ở cái tư thế nào á, tự họ sẽ đo cho các bạn ở tư thế for lơ, là sau đó là các bạn tính xem là cái áp lực của nó là bao nhiêu cm nước á. Rồi cái bây giờ gan to như thế này rồi, xong rồi bệnh nhân thì COPD thì các bạn phải xem thì tĩnh mạch cổ có nổi hay không. Nếu không nổi thì các bạn phải làm phản hồi gan cảnh để các bạn chẩn đoán được cái suy tim phải cho bệnh nhân. Chứ nếu không khám thì mình sẽ bị bỏ lỡ mất, mình không khám luôn đúng không, chưa kịp khám mà. Rồi bây giờ chị hỏi các bạn là nếu như tĩnh mạch cổ của bệnh nhân nổi rồi, nổi ở tư thế for lơ rồi thì mình có làm phản hồi gan cảnh nữa hay không? Bạn Thảo Vi nào, hoặc bạn Hoàng Yến nào, Yến có biết không? dạ cô là theo em là không không làm nữa. Đúng rồi, vì sao không làm? Cứ nói đi, cứ nói suy nghĩ của mình đi, không có vấn đề gì hết. Mình suy nghĩ như thế nào mình cứ trả lời thôi, cơ chế hết. Dạ cô là em cũng không biết nhưng mà em nghĩ là chắc là không làm thôi. Tại vì khi cái phản hồi gan cảnh nó làm khi nào, làm mà khi mà cái tĩnh mạch cổ nó không nổi mà mình nghi ngờ bệnh nhân bị suy tim phải, bệnh nhân có cái gan nó lớn thì nó ứ máu ở gan thì các bạn sẽ làm phản hồi gan cảnh. Thì nếu như mà bệnh nhân có khi mà các bạn làm phản hồi gan cảnh ở bệnh nhân bình thường thì nó sẽ không có dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi đâu, nhưng mà nếu như mà bệnh nhân có dấu hiệu của suy tim phải thì nó sẽ nổi. Thì cái trường hợp này được làm là do cái trường hợp mà bệnh nhân bị suy tim phải nhưng cái áp lực ở tĩnh nhĩ nó chưa có quá lớn, tức là mức độ nó chưa nặng nên là nó không có biểu hiện bằng cái tĩnh mạch cổ nổi. Còn khi mà tĩnh mạch cổ nó đã nổi ở tư thế for lơ rồi thì tức là cái dấu hiệu suy tim nó đã rõ rồi, thì đã có dấu hiệu rồi thì mình không làm nữa, vậy thôi nhá. Cái trường hợp mà nó bị che lấp rồi nó nhẹ thì mình sẽ có những cái nghiệm pháp để làm nổi cái triệu chứng nó lên, ví dụ như các bạn đi lâm sàng thì các bạn sẽ thấy cái bệnh nhân mà bị hạ canxi máu đi vào bệnh viện tương đối nhiều đúng không, bệnh nhân bị tetani á, thì nó có những cái trường hợp mà tetani tiềm ẩn á thì nó không có co quắp bàn tay đỡ đẻ thì tự nhiên người ta sẽ dùng cái biện pháp những cái nghiệm pháp khác để người ta chẩn đoán thôi, là nghiệm pháp trau dồi với lại người ta đo huyết áp kế đó. Thì tự nhiên đo huyết áp cái nghiệm pháp đó thì tự nhiên nó sẽ xuất hiện bàn tay đỡ đẻ thôi, thì dấu hiệu nó xảy ra thì mình nhìn sẽ có cái hướng chẩn đoán đến là hạ canxi máu, các bạn hiểu cái ý này không? Dạ hiểu không? Ừ, rồi tiếp nào, cái này các bạn phải xem diện tim nữa nha, diện tim có đập rộng hay không nha.
này Hg âm tính, đồng mưu âm tính luôn này, không có rối loạn nhịp không gì hết, là không có dấu hiệu của suy tim phải luôn này. 75 tuổi, hút thuốc lá 40 bao năm, không có dấu hiệu của suy tim phải luôn. Tiếp nào. Rồi, đến phần tóm tắt bệnh án đi. Dạ cô, là tóm tắt bệnh án. Bệnh nhân nam 75 tuổi vào viện vì lý do khó thở và ho. Hiện tại là ngày thứ 7 của bệnh và là ngày thứ 4 của điều trị. Qua thăm khám, hỏi bệnh và tra cứu hồ sơ ghi nhận hội chứng hẹp tiểu phế quản co thắt là có khó thở từng cơn. Lúc đầu khó thở chậm, khó thở thì thở ra, về sau khó thở nhanh, khó thở cả hai thì. Bệnh nhân phải ngồi dậy, há miệng để thở. Trong cơn khó thở có tiếng khò khè ở cổ họng. Sau khi khạc đờm thấy dễ thở, có ranh ngáy rải rác hai phía trường. Thứ hai là hội chứng tắc nghẽn đường dẫn khí nhỏ là có ranh rít ranh ngáy chủ yếu thì thở ra. Thứ ba là hội chứng suy hô hấp cấp là bệnh nhân có khó thở, thở nhanh nông, thường xuyên phải ngồi dậy để thở, khó thở hai thì, có tím môi. Thứ tư là hội chứng viêm phế quản mạn, có ho, có đờm trắng, dính đục, có mệt mỏi. Và hội chứng cuối cùng là hội chứng khí phế thủng, có khó thở hai thì, rì rà phế nang giảm và gõ vang. Tiền sử của bệnh nhân là có COPD khoảng 2 năm điều trị liên tục, tăng huyết áp khoảng 1 năm điều trị không liên tục, hút thuốc lá 40 gói năm, đã bỏ được 4 năm nay. Về chẩn đoán sơ bộ là được cấp COPD trên nền tăng huyết áp, có phì đại tiền liệt tuyến, cận lâm sàng, ta có cận lâm sàng Rồi yêu rồi, cầu. dần dần. Phì đại tiền liệt tuyến từ trước, từ cái lúc mà đầu bệnh sử đến giờ là chưa ghi. Xong tự nhiên đến cái khúc chẩn đoán sơ bộ là điền thêm phì đại tiền liệt tuyến vô. Các Dạ bạn cô phải... là Ừ, dạ cô nói là đi. do em bỏ bỏ nhầm cái cận lâm sàng đã có xuống dưới á cô, em bỏ nhầm xuống dưới nên là cái chẩn đoán Nói sơ chung bộ của là em nó sai bị. sót thôi đúng không? Dạ. Rồi, cái phần bệnh tiền sử này, các bạn ghi theo nhóm á. Cái COPD của các bạn 2 năm liên tục này, với lại hút thuốc hút hút thuốc lá 40 gói năm. Cái từ bỏ 4 năm nay dục luôn. Mình chỉ cần những cái dấu hiệu và cái giá trị để cho mình góp phần chẩn đoán trong phần tóm tắt bệnh án thôi. Những cái khác mà không liên quan bỏ cho nó đỡ lằng nhằng. Ví dụ bỏ 4 năm nó không liên quan thì đến cái việc chẩn đoán của mình hết, mình bỏ đi. Hút thuốc lá mình phải đưa lên cái tăng huyết áp mình phải quăng xuống. Vì hô hấp nó đang đi với nhau và tự nhiên lại nhảy huyết áp vô xong lúc lại hút thuốc lá nha. Các bạn điền nó lên trên. Dạ. Rồi, lên trên một chút nào, lên trên. Lên trên cái phần tóm tắt bệnh án nào. Rồi, cái hội chứng hẹp tiểu phế quản co thắt này các bạn lấy ở đâu ra vậy? Dạ cô, là em đọc tài liệu thì em thấy có cái hội chứng hẹp tiểu phế quản co thắt, em thấy bệnh nhân cũng có những cái triệu chứng giống vậy nên là em nghĩ là có em đưa vào theo. Rồi cái này á, là các bạn cái này lần đầu tiên mình làm bệnh án là có cái bệnh án COPD mà có cái hội chứng này á, thường thì nó sẽ có cái hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới đó các bạn. Nó có hai hội chứng hô hấp là hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp trên và hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới á. Thì cái trường hợp bệnh nhân COPD của các bạn thì các bạn sẽ điền tất cả những cái dấu hiệu ran riết và khó thở rồi này kia vào cái hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới. Chứ mình tại vì đọc sách ấy, thì nó có rất là nhiều nguồn mà nó viết nhiều hội chứng lắm chứ không phải là ít đâu, nhưng mà chưa bao giờ mình thấy luôn á nha các bạn. Cái này các bạn sửa lại là hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới nha, chứ chứ còn cái này thì khó lắm Dạ. tại vì đọc sách có rất nhiều luôn á, còn nó còn có cái hội chứng gì nữa cơ, hội chứng rối loạn tiêu hóa nữa, rồi là còn hội chứng đại tràng đồ tùm lum hết, chưa bao giờ luôn. Trong 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 sách nó ghi tùm lum hết, mà cái sách các bạn đọc á, các bạn phải biết được là mình đọc cái sách gì nha. Cái sách chuẩn theo y văn á, thì mình học, còn những cái mà người ta viết ngoài lề là không có học được nha. Ví dụ như cái trang điều trị.vn á, là các bạn đọc tham khảo thôi nha, nhưng mà không phải là tất cả trong đó đều đúng đâu. Nói chung cái trang đó nó cũng là một cái trang mà tương đối nhiều thông tin á, thì các bạn tìm nó rất dễ dàng tại vì nó là tiếng Việt. Thì mình học nhưng mà mình phải chọn lọc. Tắc nghẽn đường hô hấp dưới nha. Dạ. Rồi. Nhưng mà các bạn biết sắp xếp làm sao không? Các bạn bây giờ cái mục đích của các bạn là chẩn đoán bệnh nhân bị đợt cấp COPD đúng không? Thì cái tan chứng Anthony Sen của các bạn đâu?
các bạn chưa thể hiện ra này. Trong đây thì các bạn có ghi rồi đó, nhưng mà cái tam chứng Anthony-Sen của các bạn đâu? Các bạn được học cái đó chưa? Dạ thưa cô, là cái tam chứng Anthony-Sen là em có bỏ ở phía dưới ngay chỗ phần biện luận chẩn đoán chứ không 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 đưa vào cái phần tóm tắt bệnh án. Cái phần tóm tắt bệnh án đó, thì các bạn phải thể hiện được là mình làm đầy đủ những cái tiêu chuẩn để chẩn đoán đó. Nên là theo chị ấy, thì các bạn phải làm sao mà biến tấu cái chỗ này cho nó hợp lý này. Các bạn phải thể hiện tất cả những cái mà các bạn cần 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 làm ở đây để chẩn đoán cái CVD này. Dạ. Thì bây giờ có cái hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới rồi đúng không? Rồi xong chấm. Xong cái hội chứng tiếp theo là hội chứng gì? Các bạn biết trong bệnh nhân COPD thì các bạn phải thể hiện hai hội chứng gì là quan trọng nhất không? Cái hội chứng viêm phế quản mạn với hội chứng khí phế thủng á, là các bạn phải để đầu tiên luôn á. Để chẩn đoán COPD á, nó chỉ cần hai hội chứng thôi, là hội chứng viêm phế quản mạn và hội chứng khí phế thủng, là chẩn đoán là COPD. Mà thấy các bạn ghi hai hội chứng này nó có vẻ hơi ít chi tiết một chút, mà các bạn để nó xuống dưới thì đúng là cái suy hô hấp, ví dụ như nếu có thì các bạn phải đưa lên đầu, tại vì nó là cái bệnh mà nó thuộc xu hướng cấp cứu á, nên là đưa lên lên đầu là đúng thôi. Để có tắc nghẽn đường hô hấp thì thay thay vì các bạn ghi là hội chứng suy hô hấp thì các bạn sẽ để nó cái suy hô hấp này xem mức độ nó nặng hay nhẹ, thì các bạn để chung với là tắc nghẽn đường hô hấp dưới này. Còn nếu như mà nó đã thể hiện cái suy hô hấp luôn rồi thì bạn sẽ để nguyên một cái suy hô hấp luôn, hiểu không? Nó là cái xu hướng cấp cứu nên các bạn để là hội chứng suy hô hấp này, hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp dưới này, hội chứng viêm phế quản mạn và hội chứng khí phế thủng. Thì riêng cái viêm phế quản mạn thì các bạn phải ghi được đầy đủ các tiêu chuẩn để đủ cái chẩn đoán của hội chứng viêm phế quản mạn. Các bạn học bài viêm phế quản rồi mà đúng không? Thì các bạn phải biết là tiêu chuẩn của viêm phế quản mạn là ho khạc đàm bao nhiêu tháng trong vòng bao nhiêu năm liên tục đó. Các bạn học chưa? Thì các bạn phải điền vào đây, các bạn có thể bịa ra cũng được, cái khúc này chắc chắn bệnh nhân có ho có trên mấy năm liên tục, trên 2 năm liên tục của các bạn là có rồi ấy. Nhưng mà các bạn chưa hỏi bệnh nhân thôi, thì hỏi mà kỹ ra chắc chắn nó sẽ có đầy đủ tiêu chuẩn của viêm phế quản mạn. Được không? Dạ được ạ. Ừ. Rồi cái phần khí phế thủng các bạn cũng ghi vô này. Rồi lồng ngực hình thùng là cái cổ hội chứng khí phế thủng này, khoang gian sườn rãn rộng này, gõ vang này, rồi cái âm phế bào giảm này. Hiểu không? Cái khó thở hai thì nó nằm trong cái hội chứng cái suy hô hấp của các bạn đó, các bạn điền khó thở hai thì rồi kìa. Hiểu không? Rồi cái phần tím môi này, rồi có co kéo cơ hô hấp phụ hay không? Điền vào. Cái chỗ hội Dạ. chứng suy hô hấp á. Ừ. Xong rồi cái phần suy hô hấp nó cái phần suy hô hấp thì nó có cái dấu hiệu sinh tồn, nó có liên quan không bạn? Tần số thở của các bạn đâu? Nhịp tim đâu? SpO2 đâu? SpO2 thì người ta chấp nhận cho vào được nha. Nó SpO2 nó là dấu hiệu lâm sàng nha. Người ta chấp nhận là dấu hiệu lâm sàng chứ không nhất thiết là phải để ở phần cận lâm sàng nha các bạn. Được chưa? Biết cách sửa cái phần này chưa? Các bạn bình bệnh Dạ cô án ạ. bài đợt cấp COPD lần nào chưa? Dạ cô là chưa. Được rồi. Nhưng mà các bạn hên là các bạn còn 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 điền được hai cái hội chứng là viêm phế quản mạn với khí phế thủng á. Thì chẩn đoán COPD này chủ yếu là dựa vào cái hai hội chứng đó thôi. Còn đợt cấp á, thì nó sẽ liên quan đến vấn đề suy hô hấp, mức độ tắc nghẽn đường dẫn khí với lại là tam chứng Anthony-Sen. Các bạn ghi là tam chứng Anthony-Sen. Thì của các bạn hình như chỉ có hai cái thôi đúng không? Nó không thay đổi tính chất của đàm đúng không? Dạ đúng rồi cô. Ừ. Đó, thì dựa vào tam chứng Anthony-Sen thì khi các bạn có tam chứng Anthony-Sen rồi thì cái dưới chẩn đoán sơ bộ của các bạn á, các bạn chẩn đoán là mức độ gì luôn? Mức độ này là mức độ gì? Trung bình đúng không? Nhưng mà sao đây có suy hô hấp như vậy thì các bạn phải chẩn đoán làm sao? Khó chưa? Suy hô hấp này mức độ gì? Các bạn đã nhận định được mức độ suy hô hấp của bệnh nhân chưa, hay là chưa đến mức suy hô hấp? Bệnh nhân này theo miêu tả của phần bệnh sử thì đã đến mức suy hô hấp chưa? SpO2 giảm chưa? Định nghĩa suy hô hấp nào? Cái này là khó thở mãn tính hay là suy hô hấp? Bệnh nhân suy tim á, có khó thở thì bệnh nhân có tím môi không? Bệnh nhân suy tim có tím không?
Thì như vậy người ta đã gọi là suy hô hấp chưa? Định nghĩa suy hô hấp các bạn phải coi lại những cái đó thuộc phần của Y6 á. Nhưng mà Y4 thì cũng học được rồi. Đủ chưa? Bây giờ Antonisen á, là chỉ có hai triệu chứng thôi. Là chẩn đoán đợt cấp siêu đôi với độ trung bình. Nhưng bây giờ của mình là có hội chứng suy hô hấp cấp nữa. Thì cái này chính xác có phải là suy hô hấp hay không? Hay là chưa đến mức đó? Mà chỉ là khó thở thôi, khó thở mạn thôi. Khó thở đợt này nó tăng lên chưa đến mức suy hô hấp. Bệnh nhân vẫn còn bù trừ được. Nào, chỉ cho chị nào, suy hô hấp là sao, nào định nghĩa nào. Kiều Nga nào. Dạ thưa chị, suy hô hấp là định nghĩa của suy hô hấp là khi có bệnh nhân có khó thở, thở nhanh trên 25 lần một phút hoặc là thở chậm dưới 12 lần một phút hoặc là loạn nhịp thở. Gì nữa? Thưa chị là SpO2 của bệnh nhân là có thể giảm dưới 94% ạ. Và tiếp, khi máu động mạch thì sao? Thưa chị là khi máu động mạch thì sẽ có giảm oxy máu và tăng CO2 máu ạ. Ừ, nhưng mà oxy thì giảm bao nhiêu? Thưa chị là oxy máu giảm dưới 60%. 60% hả? Em nhớ là vậy. Em chưa tìm được. Áp lực oxy trong động mạch người ta tính bằng đơn vị gì? Dạ cô là tính bằng mm thủy ngân, bé hơn oxy trong khí máu động mạch là bé hơn 60 mm thủy ngân hả cô? Đúng rồi em. Đó thì cái này phải xem lại nha. Coi lại triệu chứng của các bạn xem bệnh nhân có thật sự là suy hô hấp hay không. Tại vì nó hơi bị lấn cấn trong cái vụ chẩn đoán mức độ á. Là mức độ nhẹ hay mức độ vừa hay mức độ trung bình á. Vì có suy hô hấp rồi thì các bạn mặc nhiên nó là mức độ gì? Mức độ nặng đúng không? Rồi. Bạn Yến nào, Hoàng Yến đọc lại cái phần mà viêm phế quản mạn là triệu chứng nó tính chất là để như thế nào để được chẩn đoán viêm phế quản mạn nào. Cô là viêm phế quản mạn thì mình phải dựa vào yếu tố nguy cơ bệnh nhân có hút thuốc lá, ngoài ra thì còn có ho khạc đàm liên tục hoặc là tái phát từng cơn ít nhất là 3 tháng trên một năm hoặc và trong vòng 2 năm liền. Tục một 2 năm liên tục Dạ. đúng không? Ừ, thì cái Dạ. ca này đủ đúng không? Quá đủ luôn đúng không? Thì các bạn phải điền vào hết để nó đủ cái hội chứng viêm phế quản mạn này. Rồi tiếp nào, cái hội chứng khí phế thủng các bạn ghi được những cái gì rồi nè? Có lồng ngực hình thùng điền vào chưa? Có khoang gian sườn giãn rộng chưa? Rồi gõ Dạ vang là cô được là rồi này. Giảm thông khí này, tiếp nào. Cái khí phế thủng mà khó thở hai thì không liên quan đến khí phế thủng nha em nha. Nó nằm trên là tắc nghẽn đường hô hấp ấy. dạ. Thường á thì các bạn biết không, bệnh nhân COPD ấy, người ta sẽ khó thở thì thở ra. Nhưng mà trong đợt cấp thì nó sẽ khó thở hai thì. Nên do đó trong đợt cấp thì mình cần chẩn đoán phân biệt với bệnh nhân suy tim. Vì khó thở hai thì, rồi giảm khi ngồi rồi tăng lên khi nằm á. Các bạn phải nhớ đến chuyện đó nha. Rồi tiếp nào, có sướng kéo xuống mà, coi cái khí phế thủng của các bạn làm đến đâu rồi nào. Đó, bị thiếu đúng không? Dạ. Đó, tại vì ở trên mình đã miêu tả những cái triệu chứng nó rất là đẹp rồi, giãn giãn rộng khoang gian sườn là lồng ngực hình thùng là hai cái triệu chứng mà đẹp như vậy thì lại không điền vào, lại thiếu đúng không, nó bị thiếu cái chi tiết rồi xuống dưới rồi. Như vậy thì cái khúc chẩn đoán mình đã sửa lại chẩn đoán sơ bộ chưa rồi. Chị luôn này, cái phần chẩn đoán sơ bộ á, cái khúc mà làm bệnh án, cái form làm bệnh án là thầy Tài có dạy cho các bạn không? Dạ có. Thì thầy có bày cho các bạn cái phần số 6 là chẩn đoán sơ bộ không, hay là thầy không ghi đánh số cái phần chẩn đoán sơ bộ, mà chẩn đoán sơ bộ nó chỉ là ghi sau khi cái phần tóm tắt bệnh án mà mình kết thúc xong mình enter xuống dòng là mình ghi chẩn đoán sơ bộ. Các bạn có để ý cái khúc đó không? Cái số thứ tự nó quan trọng lắm.
Số 5 lúc nào cũng là tóm tắt bệnh án, xong cái số 6 là cận lâm sàng. Thì cái phần chẩn đoán sơ bộ của các bạn là enter xuống dòng không không đánh số. Chẩn đoán sơ bộ với chẩn đoán phân biệt. Các bạn có để ý khúc đó không? Thầy Tài dạy bệnh án mà đúng không? Dạ cô là không đánh số cô. Đúng rồi. Thì các bạn nhớ là không đánh số cái phần đó. Các bạn enter xuống dòng, các bạn chẩn đoán sơ bộ xuống dưới là được, xong chẩn đoán phân biệt xong. Phần 6 là cận lâm sàng. Nhớ để ý bữa sau sửa lại kiểu gọi là được. Dạ. Rồi bây giờ cái phần chẩn đoán sửa lại được chưa? Chẩn đoán giờ chẩn đoán sao? Chẩn đoán CBD thì chẩn đoán làm sao? Thứ nhất là chẩn đoán là cấp hay mạn. Cấp thì mức độ nào, mà mạn thì là A, B, C hay D. Rồi, yếu tố nguy cơ của bệnh nhân này là nghi nghi nhiều nhất đến yếu tố nguy cơ là do cái gì, do hút thuốc lá đúng không? Thì thôi cái phần đó có thể bỏ qua, nhưng mà và mức độ thì phải có, cấp hay mạn thì phải có. Trên nền bệnh nhân bị COPD giai đoạn nào? Nha, nó có là COPD giai đoạn nữa, giờ phân giai đoạn theo 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 cái gì, theo gôn đúng không? Rồi cái mức độ tắc nghẽn nó bao nhiêu phần trăm, bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Là phân theo cái hình thái bệnh nhân là A, B, C á, D thì dựa vào cái mức độ tắc nghẽn FEV1 trên EBC của mình á. Thì bây giờ hiện tại là phần lâm sàng là mình không có cái đó, nhưng mà mình có thể sơ bộ chẩn đoán được. Hỏi bệnh sử từ trước đó thì có thể phân với lại cái điều triệu chứng đợt cấp của bệnh nhân á và cần nhập viện trong vòng 1 năm á, là bao nhiêu lần, thì các bạn có thể đoán được là mức nào A, B, C, D. Còn đợt cấp đợt này các bạn đã chẩn đoán là đợt cấp gì chưa? Đợt cấp mức độ nào? Dạ cô là đợt này thì tụi em chẩn đoán là đợt cấp COPD mức độ trung bình. Ừ, đúng rồi, trên nền COPD gì? Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính loại nào đây? A, B, C, D đây. Cái này thì như thế nào? Bệnh nhân này thường là có nhiều triệu chứng hay ít triệu chứng đây? Các bạn có biết được cái thang điểm MRC với thang điểm CAT không? Dạ em biết thang điểm MRC, còn thang điểm CAT thì không biết. Thang điểm MRC cũng được hoặc thang điểm CAT cũng được, các bạn sử dụng một trong hai thang điểm này để đánh giá là bệnh nhân nhiều triệu chứng hay ít triệu chứng, hiểu không? Rồi sau bạn sẽ dựa vào cái đó, các bạn hỏi bệnh nhân thì người ta sẽ trả lời cho các bạn, thì dựa vào cái câu trả lời đó thì các bạn sẽ đánh điểm cho bệnh nhân là 1, 2, 3 hay 4 điểm, đúng không? Rồi các bạn sẽ hỏi là bệnh nhân là có một đợt cấp, ý là cái tần số xuất hiện đợt cấp trong vòng 1 năm của bệnh nhân là bao nhiêu, mấy một năm bệnh nhân phải vào viện bao nhiêu lần, thì người ta sẽ dựa vào cái đợt cấp mà phải nhập viện trong vòng 1 năm á để phân bệnh nhân là ở cái mức độ là CD hay là AB á. Đó, các bạn về hỏi lại bệnh nhân để xem thử là bệnh nhân này được xếp vào cái gì, thì dựa vào cái mình chưa cần có đề, chưa cần tính đến cái đo chức năng hô hấp đâu, thì mình có thể đoán được bệnh nhân ở cái mức độ nào rồi. Thì có thể em có hỏi được ca này là trong năm nay là vào viện mấy lần rồi không? Dạ cô là trong năm nay vào viện được một lần là lần này á cô. Ừ, còn năm trước thì sao? Dạ năm trước thì em không hỏi. Ừ, thì có thể đoán được bệnh nhân này với cái khả năng điều trị cái kiểu mà bệnh nhân xịt xịt rồi kiểu đó không liên tục á. Như vậy thì thường á là cái triệu chứng của bệnh nhân nó sẽ nhiều. Thứ hai á là bệnh nhân hút thuốc lá tương đối nhiều ha. Cái số lượng tương đối nhiều như vậy thì các bạn có thể đoán được là cái mức độ 75 tuổi rồi, thì các bạn có thể đoán được là mức độ tắc nghẽn đường dẫn khí của bệnh nhân á. Và theo cái gôn á thì nó cũng phải là ở mức độ từ trung bình đến nặng. Thì cái này có thể đoán được là ở mức độ nào rồi. Dạ cô là mức độ nặng của cô. D thì chắc chưa đâu nhỉ? Thì nếu như mà nhiều triệu chứng mà mức độ vừa vừa là ở cái là cái bệnh nào? Bạn suy nghĩ thử coi. B là gì vậy?
Dạ cô là mức độ B hả cô? Đúng không? Mức độ B thì có bạn nào có ý kiến với mức độ B nữa không? Có bạn đồng ý là mức độ B hết không? Thì cái này có thể đoán được là bệnh nhân mà nhiều triệu chứng á, thì sẽ là B hoặc C, B hoặc D thôi đúng không? Nhưng mà nhiều triệu chứng mà cái mức độ này thì thấy theo miêu tả là suy tim cũng chả có bao nhiêu hết, thì cái này thì thường á, là nó sẽ là ở cái mức độ tắc nghẽn thì chưa có nặng đâu. Cái phân độ theo gôn á, gôn 1, gôn 2, gôn 3, gôn 4 ấy, thì mình có thể đoán được là nó ở 1, 2 thôi thì sẽ xếp tạm thời vào B. Và sau khi mà mình thực hiện được đo chức năng hô hấp á, thì mình sẽ cho bệnh nhân cái chẩn đoán chính xác hơn ha. Và tiếp theo là cái chẩn đoán CBD ấy, là các bạn phải chẩn đoán khi các bạn chưa có chức năng hô hấp ấy. Thì cái phần chẩn đoán xác định á, các bạn phải sửa lại là chẩn đoán cuối cùng chứ không phải là chẩn đoán xác định đâu nha. Tiếp nào. Biết mình phải sửa lại chẩn đoán sơ bộ nha em. Chẩn đoán CBD như vậy là chưa có đạt yêu cầu nha. Phải chẩn đoán mức độ đợt cấp ha. Mức độ gì dựa trên tam chứng Anthony-Sen với lại là trên nền bệnh nhân CBD gì nha. Còn phải đại tiền liệt tuyến thì thôi. Còn cái tăng huyết áp các bạn học nội một nha. Tăng huyết áp các bạn để vậy thôi hả? Mặc dù COD là bệnh chính nhưng mà tăng huyết áp thì sẽ không bị hỏi nhiều, nhưng mà tăng huyết áp để không vậy thôi hả? Nguyễn Thị Phúc nào. Các bạn khác cũng phải làm việc nha. Nguyễn Thị Phúc nào, tăng huyết áp chẩn đoán kiểu vậy được không? Cho cô là tăng huyết áp thì mình phải phân độ theo tăng huyết áp độ mấy, yếu tố nguy cơ cao hay không, và thể Đúng rồi, phải là tăng huyết áp thì phải có nguyên nhân. Tăng huyết áp nguyên phát hay là thứ phát? Độ tăng huyết áp theo GNC hay là theo châu Âu gì đấy? GNC là theo Mỹ, còn châu Âu là các bạn có thể phân độ được 1, 2, 3. Rồi phân tầng nguy cơ tim mạch. Đúng không? Bây giờ ca này là tăng huyết áp là điều trị không liên tục rồi này, huyết áp khi vào viện là ổn đúng không? Vậy là trong khoảng thời gian đây bệnh nhân có uống thuốc hạ huyết áp không? Nhớ nha các bạn viết cái từ tăng huyết áp đó các bạn phải viết cho nó đúng, 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 đúng và đủ nha. Là tăng huyết áp thì thường là sẽ là nguyên phát, không nguyên nhân gì hết nha, nguyên phát. Nguyễn Thị Thanh Hoa nào. Phân tầng nguy cơ tim mạch nào. Dạ, lúc nãy có hỏi gì không? Phân tầng nguy cơ tim mạch của bệnh nhân á, tăng huyết áp này. Bây giờ tăng huyết áp và phân tầng nguy cơ tim mạch thì sao? Tính áp phân tầng nguy cơ tim mạch thì dựa vào các dựa vào các biến chứng tim mạch hiện có của bệnh nhân. Không, các bạn có thang điểm nào để tính này? Em không Các nhớ bạn ạ. tính thang điểm nguy cơ, phân tầng nguy cơ tim mạch và huyết áp các bạn được học làm sao, tính làm sao? Nguyễn Văn Quang. Thưa cô, phân tầng nguy cơ tim mạch dựa vào chỉ số huyết áp, dựa vào yếu tố nguy cơ. Rồi tiếp. Tuổi có không? Có tuổi ạ. Giới tính có không? Tuổi, giới tính.
coi có bạn nào điểm score luôn. Đúng rồi, thang điểm score. Các bạn sẽ tính phân tầng nguy cơ tim mạch theo thang điểm score, những cái mà các bạn đọc nó nằm trong thang điểm score hết. Các bạn sẽ cộng điểm theo thang điểm score, không có yêu cầu các bạn phải nhớ tất cả những cái yếu tố, không phải nhớ, các bạn không cần dùng mà các bạn tự tính điểm, mà các bạn có cho phép các bạn dùng app để tính. Các bạn sẽ nhập tất cả các chỉ số của bệnh nhân vào để tính thang điểm score, nhưng mà trong cái thang điểm đó nó có cái liên quan đến cholesterol máu là cái xét nghiệm cận lâm sàng. Thì trong cái phần chẩn đoán sơ bộ các bạn có thể chẩn đoán cái yếu tố nguy cơ này khi chưa có mỡ máu, mặc định là mỡ máu bình thường. Nha, khi mà chưa có cận lâm sàng, sau khi có cận lâm sàng xong thì các bạn sẽ điền lại cái thang điểm score cho chính xác, được không? Dạ được ạ. Rồi tiếp. Phần cận lâm sàng nè. Đúng rồi, nó sẽ số 1 nhỏ là cận lâm sàng yêu cầu, 2 là cận lâm sàng đã có ha. Rồi, em bị trình bày tiếp nè. Về cận lâm sàng, có cận lâm sàng yêu cầu và cận lâm sàng đã có. Cận lâm sàng yêu cầu thì cho bệnh nhân làm thăm dò chức năng hô hấp khi bệnh ổn, công thức máu để theo dõi tình trạng bội nhiễm, thiếu máu, cho làm X quang tim phổi để tìm dấu hiệu tổn thương nhu mô, khí phế thủng, cho làm điện tâm đồ để phát hiện các biến chứng kèm theo như tâm phế mạng để chẩn đoán khi cần thiết, siêu âm tim để đánh giá được chức năng tim, làm sinh hóa máu như là ure, cờ rề, glucose, chức năng gan, ATLT và bộ mỡ máu, và cho làm điện giải đồ để kiểm tra có rối loạn điện giải hay không. Về cận lâm sàng đã có là có. Bạn Thảo Vy đi đâu rồi mà sao không thấy di chuyển màn hình vậy? Rồi đọc tiếp nào. Đó là xét nghiệm sinh hóa là vào ngày 11 tháng 7 năm 2022 có định lượng glucose máu là 7.15 mmol là có tăng, định lượng ure máu là 4.4 mmol trên lít là bình thường, định lượng creatinine máu là 98 micromol trên lít là bình thường. Điện giải đồ ở bệnh nhân là có na cộng, điện giải đồ ở bệnh nhân là bình thường. Về X quang ngực thẳng có hình ảnh dày giãn phế quản. Điện tim có nhịp xoang tần số khoảng 85 lần trên phút. Siêu âm Doppler tim có hở van 3 lá 1/4. Siêu âm ở bụng, siêu âm ổ bụng thì có phì đại tiền liệt tuyến. Siêu âm ổ bụng ngày 12 tháng 7 năm 2022 thì cho kết quả là dày nhẹ vách bàng quang dạng viêm, phì đại nhẹ tiền liệt tuyến và dạ dày ruột có chướng hơi. Sau khi có cận lâm sàng. Rồi. Bây giờ nha các bạn, câu hỏi đi thi của các bạn sẽ là cận lâm sàng gì, vì sao tôi cận lâm sàng đó. Thì tất cả những cái cận lâm sàng mà các bạn điền ở đây thì các bạn phải nêu ra được nguyên nhân, mà nguyên cái lý do các bạn làm, mà phải lý do này nó phải liên quan tới bệnh. Các bạn lên trên một chút nào. Bây giờ lên trên là lên trên cái cận lâm sàng yêu cầu đó, chức năng hô hấp khi bệnh nhân mà nó hết đợt cấp là đúng, đúng không? Rồi cho công thức máu để tìm gì nữa, tìm thiếu máu hả? Vì sao bệnh nhân COD thiếu máu? Vì sao em phải tìm thiếu máu trong khi em khám lâm sàng đâu có dấu hiệu của thiếu máu đâu? Không có da niêm nhợt gì hết, em tìm thiếu máu để làm gì? Lâm sàng không có, tự nhiên cho công thức máu. Để coi thử cái tình trạng bội nhiễm với bạch cầu ái toan, đúng không? Là một. Tiếp theo là cái gì nữa? Thiếu máu thì trên lâm sàng đâu thấy gì đâu mà em cho em, mà em lại muốn tìm thiếu máu trên bệnh nhân này. Mà trong bệnh nhân COD thì mình cần tìm cái gì? Mình mong muốn bệnh nhân công thức máu nó bị cái gì? Dạ cô, là có bạch cầu tăng. Ừ, đúng rồi, tiếp bạch cầu ái toan em mong muốn tăng hay giảm? Dạ cô, là giảm. Thì thực ra nó có hai trường phái, là một là tăng, hai là giảm thôi. Thì cái bạch cầu ái toan á, thì người ta dựa vào cái mức bạch cầu ái toan á, để khi mà người ta chọn cái thuốc giãn phế quản phối hợp á, một là ICS hit cộng với lại là LABA hoặc là LABA cộng với LAMA á. Thì thường thì những cái bệnh nhân người ta nghiên cứu á, là những cái bệnh nhân mà có cái bạch cầu ái toan mà tăng á, thì nó sẽ đáp ứng tốt với lại ICS hit hơn. Thì dựa vào cái đó để người ta sẽ cho cái phương án điều trị á. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì cái đó người ta vẫn đang chưa có sự thống nhất. Ha, em hiểu chưa? Hiểu ý của chị nói cái khúc này không? Dạ hiểu ạ.
Rồi, công thức máu còn nhìn gì nữa? Bây giờ mình muốn coi thiếu máu thì trên lâm sàng bệnh nhân phải có dấu hiệu thiếu máu. Thì em mới biết muốn coi là phải có thiếu máu nên là cái phần khám và cái phần cận lâm sàng nó phải hợp lý. Đúng không? Giờ khám có gì hết tự nhiên mong muốn cận lâm sàng có thiếu máu lại càng khó chẩn đoán hơn nữa. Mà cần nhìn cái gì ở công thức máu nữa nè. Tiếp nào, tiếp nào. Các bạn khác có ý kiến gì không? Có bạn nào có bổ sung thêm cái phần công thức máu mình cần muốn thấy cái gì ở bệnh nhân COPD nào? Bạn Thảo Vi biết không? Ý thưa cô là đánh giá thêm bạch cầu ạ. Bạch cầu là bạn Yến có nói rồi. Bạch cầu tăng đó. Trần Thị Khánh Thư, Khánh Như nào. Em trả lời đi em. Ngoài công thức máu, ngoài cái bạch cầu mình còn nhìn muốn nhìn cái gì nữa, mình muốn thấy cái gì? Bệnh nhân trên, bệnh nhân sơ có thể có. Bạn Trần Gia Huy nào. Dạ em chưa biết. Rồi, bạn Phan Công Vinh. Dạ em cũng nghĩ tới bạch cầu đúng không? Các bạn có nghe thấy bệnh nhân COPD có một bạn giơ tay nào. Dạ thưa cô, theo em thì mình sẽ nhìn vào cái tổng cái khối lượng tổng cái những cái tế bào máu của bệnh nhân, ví dụ như là RBC hay là hematocrit ạ. Ừ, đúng rồi, mình mong muốn điều gì xảy ra em? Dạ thưa Mong cô, muốn là cái đó tăng mình hay mong giảm? là nó phải tăng ạ. Ừ, đúng rồi. À, vì sao mà nó tăng cho bệnh nhân COPD? Dạ thưa cô, bởi vì bệnh nhân COPD thì sẽ có cái tình trạng là thiếu oxy máu mãn tính, cho nên là cơ thể mình sẽ kích thích sinh ra erythropoietin, cho nên là nó sẽ tăng những cái chỉ số đó của bệnh nhân ạ. Đúng rồi ha. Thì bệnh nhân COPD nó có cái hiện tượng là đa hồng cầu nha. Các bạn phải biết để có điều trị cái đó, có một số trường hợp nó bị đa hồng cầu tới mức mà có thể có nguy cơ gây tắc nghẽn mạch máu đó, huyết khối đó nha. Bạn Như là trả lời đúng rồi ha. Tiếp nào, X quang tim phổi nào, thấy cái gì nào, ngoài cái này còn thấy gì nữa nào, dấu hiệu khí phế thủng nào, khoang dân sườn giãn rộng này, để tìm dấu hiệu khí phế thủng, tìm tổn thương nhu mô khí phế thủng, rồi tìm gì nữa. X quang tim phổi thì bây giờ mỗi phổi thôi, còn tim thì sao? Thấy dấu hiệu gì? Bóng tim có lớn hay không? Có dấu hiệu của suy tim phải trên mệnh trên trên X quang không? Cái dấu gì mà trên X quang mà hay thể hiện cho là suy tim phải nào? Các bạn phải biết chứ nhỉ? So hờn nhung nào? Các bạn nào biết trên X quang dấu hiệu suy tim phải nó là cái hình gì không? Dạ thưa cô, suy tim phải thì cái thất phải nó sẽ giãn lớn và nó sẽ làm cái mỏm tim bị chết lên trên. Ừ đúng rồi, đúng rồi, cái đó người ta gọi là hình gì đó. Em không nhớ. Đúng rồi Dạ. ha, cái dấu hiệu suy tim phải là giống như bạn Hờ Nhung nói ha. Thì cái đó người ta gọi là cái hình mũi hài á. Các bạn nghe bao giờ chưa? Chưa nghe luôn à? Rồi Dạ được nghe rồi, chắc rồi. đi lâm sàng. Nghe rồi sao không trả lời? Trời ơi. Tiếp nào, điện tâm đồ nào, điện tâm đồ thì sao nào, điện tâm đồ thấy cái gì nào, các bạn ghi đây, tâm phế mạn là trên điện tâm đồ nó biểu hiện sao á, coi lại điện tim nào, điện tâm đồ ở bệnh nhân COPD thì mong muốn thấy cái gì nào, điện tim á, thì nó ghi lại hoạt động điện của tim ha, cái dày nhĩ phì đại thất ha, rối loạn nhịp ha. Bây giờ muốn thấy cái gì nào? Bệnh nhân COPD thì trên điện tim nó sẽ có cái gì nào? Dày thất phải với dày gì lớn lớn thất phải với lớn nhị phải. Ừ đúng rồi, đúng rồi. Cái nếu mà lớn nhĩ phải thì nó có cái gì đây?
lớn nhĩ phải thì có cái dấu hiệu gì trên điện tâm đồ các bạn? Tiêu chuẩn lớn nhĩ phải nè. Nhẹ sóng B lớn hơn 2,5 mm. Tiếp nào. Nhưng mà cái đó người ta gọi là cái gì các bạn biết không? Các bạn đọc sách rồi các bạn phải biết chứ nhỉ? Nó gọi là gì? P gì? Cô là dấu hình lạc đà. Lạc đà là P2 đỉnh, là trong giày gì? Giày nhĩ gì? P lạc đà là P2 đỉnh, nó là giày nhĩ gì? Giày nhĩ trái. Ừ, đúng rồi, là giày nhĩ trái. Vậy bây giờ là P của cái giày nhĩ phải là nó phải như thế nào? Nó phải cao đúng không? Riêng đối với giày nhĩ phải là nó phải cao, còn đối với giày nhĩ trái là nó phải rộng. Là P lạc đà là do nó cái đỉnh nó rộng ra đó, là người ta mới có cái P lạc đà đó. Thì người cái đỉnh sóng P mà cao á, đối với trường hợp bệnh nhân bị giãn nhĩ phải á, thì đối với bệnh nhân COPD thì nó gọi là P phế. Các bạn nghe bao giờ chưa? Nghe chưa? Chắc được nghe rồi chứ đúng không? Rồi, cái bạn Thảo Vi với lại Yến này, em ghi là phát hiện biến chứng kèm theo là tâm phế mạn, là các bạn sẽ thấy cái gì trên điện tim á. Nên các bạn viết là các bạn phải biết nha. Biết cái gì ra là các bạn phải biết, để tránh khi đi thi mà bị hỏi vào không trả lời được thì nó là một trong các nguyên nhân gây rớt á. Nên các bạn ghi mà ghi ít cũng được, nhưng mà các bạn khi ghi cái từ nào các bạn phải giải thích được cái từ đó. Chứ không là sẽ dễ lắm nha. Dễ bị xoáy sâu vào những cái này là nó là rớt vì cái lý do không đâu á. Nào, dấu hiệu tâm phế mạn trên điện tâm đồ nào. Thì các bạn sẽ kiểm tra lại nha, trên điện tâm đồ của bệnh nhân COPD thì các bạn sẽ phát hiện thứ nhất là cái rối loạn nhịp, thứ hai là cái dấu hiệu của phì đại thất phải và giãn nhĩ phải có hay không. Đó, còn nếu mà nó kèm theo cả suy tim trái, giãn nhĩ phải nữa thì triệu chứng nó như thế nào? Nếu như mà có giãn, có phì đại thất phải thì nó sẽ có block nhánh phải kèm theo hay không? Trục tim nó chuyển trái hay chuyển phải? Thì trên điện tim nó sẽ như thế nào? Các bạn về học lại cái khúc này nha, cái khúc mà cái bệnh tim do phổi á, thì trên điện tim nó sẽ biểu hiện như thế nào á, ưu thế thất phải thì nó sẽ như sao, các bạn hiểu không? Yến nha. Bạn Hoàng Yến đi đâu rồi? Dạ, đây, dạ em nghe rồi cô. Thì về mình sẽ kiểm tra lại cái phần này của mình nhé. Mình sẽ trang bị cho mình cái kiến thức về điện tim của bệnh nhân COPD nha. Rồi tiếp, các bạn biết mình thiếu gì không? Lúc nãy các bạn khám á, gan to, sao các bạn không cho siêu âm bụng tổng quát đi nào? Để xem thử cái nhu mô gan nó làm sao, rồi người ta có kết luận là gan to bao nhiêu cm không nào? Đúng không? Biết bị thiếu cái khúc đó chưa? Dạ. Rồi cái phần siêu âm. Thiếu cái gì? Dạ, nói đi xét em. Nghiệm. Dạ, thiếu xét nghiệm mà gan đó cô. Chức năng gan các bạn ghi rồi nè. AST, ALT làm cái này không phải chức năng gan đâu nha, các bạn nên chỉnh lại cái cách ghi của mình á. Cái này là men gan chứ không phải chức năng gan. Các bạn có hiểu vì sao cái này không phải chức năng gan không? Đừng có bị nhầm nhé. Ở trên lâm sàng các bác sĩ người ta hay quen miệng nữa, người ta cứ nói chức năng gan. Nhưng mà thực ra mấy bác sĩ đó họ biết cái đó không phải chức năng gan. Và do cái mình quen nói, mình quen gọi vậy thôi. Nhưng mà khi mình viết đó là mình cẩn thận, men gan. Chức năng gan ấy, thì các bạn phải nhớ là gan nó có chức năng gì. Chức năng gì, chức năng tổng hợp, chức năng thải chất độc của mình đó. Mấy cái đó mới gọi là chức năng. Chứ còn cái này là men gan mà. Các bạn biết AST, ALT được hình thành từ đâu, ở gan nó tạo ra như thế nào. Thì cái đó là men gan chứ không phải chức năng gan. Hiểu không? Dạ, các bạn hiểu à. Vì sao? Hiểu cái này là men gan đúng không? Rồi tiếp, siêu âm tim nào. Siêu âm tim thì các bạn mong muốn thấy cái gì trên điện tim, cái siêu âm tim nào?
để hướng cho mình chẩn đoán nhiều hơn trên tim nè. Các bạn tí lúc nãy có cái đọc cái kết quả rồi đó, nó có một cái là hở van ba lá là hợp lý một chút rồi nè. Coi thử nó có hở van động mạch phổi hay không nè. Nó không có giãn nhĩ phải, nó không có phì đại thất phải hả? Nhớ nha các bạn, khi đi làm cận lâm sàng các bạn phải phải biết là mình đang nhìn cái gì từ đấy nha. Không thôi là phải nói ít nhất là phải ba lý do á. Điện giải đồ thì biết rồi, phải kiểm tra điện giải thì mới cho thuốc giãn phế quản được ha. Rồi tiếp nào, xuống dưới nào. Rồi các bạn đánh giá là định lượng glucose máu 7.15 mmol trên lít tăng. Xuống nào. Bạn Thảo Vi kéo xuống một xíu nào. Rồi, bây giờ Yến nào, trả lời cho chị nào. 7.15 mmol trên lít này là vì sao tăng nào? Các bạn khác có ý kiến gì về cái bảy về cái đường máu này tăng không? Nguyễn Hạ Vi nào. Dạ thưa cô là không ạ. Vì sao cái này không tăng? Quỳnh Vi. Bạn Quỳnh Vi đâu rồi? Dạ cô ơi cho em hỏi. Hỏi đi em. Ở đây á em thấy là cho làm xét nghiệm sinh hóa là có định lượng glucose máu, nhưng mà theo theo như kết quả cho á thì là glucose máu của bệnh nhân là tăng, nhưng mà em không biết là lượng glucose máu này là lúc đói hay là lúc lúc là bệnh nhân no, nên là không có biết là có được là tăng hay là giảm hay là bình thường không ạ? Rồi bạn Nguyễn Thị Nhung có thể trả lời cho bạn không? Dạ thưa cô, theo em thấy thì cái xét nghiệm này là xét nghiệm vào lúc ngày 11 tháng 7 thì là xét nghiệm lúc vào viện, không phải là xét nghiệm lúc đói. Đúng rồi ha. Đúng rồi. Ý của bạn Nhung á là trường hợp này là glucose máu bất kỳ, nó không phải là glucose đói, nên là cái tiêu chuẩn mà tăng hay giảm là nó dựa vào cái định nghĩa glucose. Thì cái này là bất kỳ thì nó phải trên 11,1 mmol trên lít thì mới gọi là tăng. Đúng không? Thì bây giờ 7.15 là bình thường, nó là glucose bất kỳ. Nếu như mà em muốn em nghi ngờ là bệnh nhân có bị tiểu đường hay không á thì em phải kiểm tra glucose máu đói. Đúng không? Dạ. Bạn Hằng Yến hiểu cái này chưa? Dạ hiểu rồi ạ. Rồi creatinin với lại ure xong, các bạn phải tính mức lọc cầu thận nha. Chứ cái cre này không nói lên tất cả nhé. Các chỉ số cre này bình thường không nói lên tất cả. Tại vì các bạn phải tính mức lọc cầu thận ra xem nó là bao nhiêu nha. Tại vì bệnh nhân lớn tuổi rồi. Em tính mức lọc cầu thận ra được khoảng bao nhiêu? Chưa tính hả? Thường ở trên bệnh viện vùng hình như người ta có tính luôn á. Đo ure cờ rề xong rồi người ta có cái tính mức lọc cầu thận ở bên bên cạnh luôn á. Chắc là chưa kịp coi đúng không? Dạ tụi em chưa tính chị. Thì các bạn tính theo công thức CKD-EP ha. Dạ, học bài bệnh thận mạng rồi đúng không? Sẽ về tính xem là mức lọc cầu thận của bệnh nhân là bao nhiêu ha, đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh thận mạn chưa nhé. Rồi, cái phim X quang của bệnh nhân á, em có chụp lại không? Cái này là em đọc hay là bệnh phòng đọc? Dạ, cô là bệnh phòng đọc ạ. Rồi em đọc thì em thấy sao? Các bạn khác có coi cái phim này chưa? Trên phim X quang khi mà các bạn đã khám trên lâm sàng có lồng ngực hình thùng, có giãn khoang gian sườn giãn rộng, thì trên phim X quang các bạn phải biết được là có dấu hiệu đó hay không. Các bạn kiểm chứng lại là có khoang gian sườn giãn rộng hay không, có lồng ngực hình thùng hay không, các bạn nhìn thấy được mà đúng không? Trên khoang lên sườn nó khoang gian sườn giãn rộng nằm ngang á, các bạn nghe câu đó bao giờ chưa?
Các bạn về coi lại các tiêu chuẩn trên x-quang tim phổi thẳng của bệnh nhân CVD. Để khi hỏi, khi được hỏi thì các bạn sẽ trả lời được nha. Thế như thế này là chưa có được rồi. Các bạn có thể là mình tham khảo cái ý cái kết quả của bệnh phòng thôi, còn mình phải đọc theo mình. Mình phải học đầy đủ cái triệu chứng mà mình nhìn thấy có tâm hoành, góc tâm hoành có nhọn hay không, cái phế trường nó có tăng sáng hay không, khoan gian sườn có giãn rộng hay không, các xương sườn nó có nằm ngang hay không, rồi có cái hiện tượng kén khí hay không, các bạn cũng phải ghi vào nữa. Rồi cơ hoành, cái vòm hoành nó có bị hạ thấp hay không, các bạn cũng phải ghi. Thì cái cơ hoành, một trong các tiêu chuẩn là cái cơ hoành nó hạ thấp, do đó là cái lồng ngực của các bạn nó mới chuyển sang hình thùng, rồi góc tâm hoành nó mới tù được. Các bạn hiểu khúc này không? Mình phải hiểu đọc rồi. Theo mình nữa nha. Rồi tiếp, siêu âm bụng phì đại tiền liệt tuyến, còn gan người ta không không có ghi gì hết hả? Siêu âm lần thứ hai thì lại dày vách bàng quang thì nó phù hợp với cái phì đại tiền liệt tuyến thôi. Thì bệnh nhân bị phì đại tiền liệt tuyến thì người ta sẽ khó khăn trong cái, nó bị chít hẹp cái đường ra, dẫn đến là bệnh nhân cái cơ bàng quang của bệnh nhân nó phải gắn lên, nó gắn thì nó sẽ phì đại cơ thôi. Phì đại cơ thì dày vách, thì cái này mình chẩn đoán với cái trường hợp mà bị viêm bàng quang á, bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng thì thôi, thì mình sẽ phù hợp với cái phì đại tiền liệt tuyến là được rồi ha. Chẩn đoán là chẩn đoán cuối cùng ha. Rồi tiếp nào, xuống dưới nào. Đọc tiếp đi em, trình bày tiếp nào.